trận chiến cuối cùng đã dần diễn ra. Cùng với Towser và Valkyrie hợp tác để ngăn cản tên Counter đang thao túng Aruto, Earth-1. Nhưng tất cả đã ngỡ ngàng vì đó không ai khác ngoài Aruto, anh không bị ai thao túng cả. Với sức mạnh của Earth-1, Aruto đã vô hiệu hóa con chip trong đầu của Valkyrie lẫn Vulcan, khiến cả hai không thể nào chuyển hóa được. Tình hình thế giới đang vô cùng hỗn loạn. Với sự bỏ đi của Aruto, Vulcan đã tìm được anh, nói vài lời đạo lý nhưng Aruto quyết định không thay đổi trước khi trả thù thành công Horobi. Dùng mọi cách cũng không thể nào Henshin. May mắn lúc đó, anh đã gặp được người sở hữu chiếc Japanese Warp Jetsume-ki, song trùng của anh. Chụp lấy chiếc key, mặc dù đây là Jetsume-ki nhưng anh đã bỏ quên tất cả và sử dụng nó. Kích hoạt cùng với Sword Drive để chuyển hóa hình dạng lồi sói địa ngục hai đầu Altered Vulcan. Tạo hình của anh tương tự với hình dạng Rampage Vulcan, nhưng lúc biến hình được bao phủ bởi tuyết trắng đặc trưng của sức mạnh Japanese Warp. Còn lại tạo hình của anh tương tự như vậy, đôi mắt của Ash đã được bao phủ bởi tuyết, cũng như những chi tiết đỏ đã mất đi trên cơ thể của Rampage Vulcan. Phần mặt của anh thể hiện hai gương mặt khác nhau của hai loài sói. Sức mạnh của anh đã hòa quyện cùng với Naki để tạo nên hình dạng này, sói địa ngục hai đầu. Sức mạnh chính của anh là ăn hành, vì kẻ thù mà anh phải đối mặt là Zero Two, Phong có thể nói là mạnh nhất của tất cả những rider trong thế giới của Zero One. Chỉ số của anh Altered Vulcan cho dù có tốt đâu trước Zero Two cũng đều vô nghĩa. Anh đã bị đánh như tử và chẳng làm được gì, cũng như chẳng thể hiện được bất kỳ điều gì từ hình dạng này. Điều duy nhất anh thể hiện đến từ đòn Final Attack. Khi anh kích hoạt, nó mang tên Altered Blood Fever. Đôi móng sắt trên tay của anh đã được mọc ra thay cho khẩu súng của hình dạng Assault Warp. Nó giúp anh tấn công cận chiến vô cùng linh hoạt, cùng với đó là khả năng gia tốc từ lồi sói cũng như tạo những dư ảnh băng khiến Zero Two không thể nào đánh trúng được anh. Tận dụng thời cơ, anh lao từ phía trên xuống đánh bại Aruto, nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Zero Two. Fuwa là một chiến binh lâu năm, anh cũng nhận thức được điều này. Anh đã bẻ gãy chiếc móng vuốt của mình để đánh thẳng vào người của Zero Two. Anh đã thành công, nhưng đó là tất cả gì anh làm được. Chuẩn bị lao tới để tiếp tục chiến đấu, sức mạnh của Jetsume-ki đã vượt quá tầm kiểm soát, nó đã phá hủy chiếc ki cũng như làm cho Fuwa bị trọng thương nặng.